Alo, xin chào tất cả mọi người. Nhạc cụ Trần Liêm hôm nay giới thiệu đến mọi người cây Kurtman SV800 nha mọi người. Cây đàn này khách mua mới chưa được một tháng nha mọi người, mới có tầm mười mấy 20 ngày thôi thì đã đổi lại một cái sản phẩm SV700. Do đó cây đàn này thì sẽ thuộc về ai nhanh tay tậu được nha. SV800 là phân khúc dành cho những cái người bán chuyên nghiệp, học tập giải trí, chơi nhà ok lắm. Thì bộ Summler đã được cài là bộ Summler của BSM và hãng bảo hành cho 2 năm nha. Rồi mọi người mua thì Trần Liêm điền thông tin vô, mọi người sẽ được bảo hành thêm nha mọi người. Trần Liêm sẽ ghi cho mọi người bảo hành 24 tháng luôn, phiếu bảo hành chưa kích hoạt luôn nha mọi người. Cây đàn này thì được cài dữ liệu hay, mọi người vừa nghe qua cái điệu là cha cha cha, thuyền hoa và bolero rõ bo rất là sung ở trên cây đàn này rồi. Những cái tính năng thì hổm giờ mọi người cũng thấy quảng cáo thì cũng rất nhiều, và Trần Liêm thấy rằng với mức giá chỉ 14 triệu thôi thì mọi người hoàn toàn có thể sở hữu được cây đàn này như là đàn mới. Thì đi kèm của nó là bao gồm cái cục adapter zin, sách hướng dẫn sử dụng, giá để sách, phiếu bảo hành, bao da. Nó trọn bộ như vậy là 14 triệu, mọi người tiết kiệm hơn 4 triệu đồng so với mua đàn mới 100% nha. Thì mọi người ví dụ như muốn thích đàn mới mà muốn bảo hành dài thì mua sản phẩm này là ok nha. Rồi mọi người có nhu cầu mua hàng thì liên hệ ngay. Xin chào.